Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở trên quốc lộ 13. Đây là cái con đường mà dẫn vào cửa phía Tây Sài Gòn các bạn. Và hôm nay là ngày đầu tiên khi mà Thủ tướng ra cái lệnh đó là cách ly toàn xã hội. Và các bạn thấy là cái đường phố hôm nay khá là vắng vẻ hơn ngày thường rất là nhiều. Thì các bạn thấy xung quanh hai bên đường lúc này rất là vắng vẻ, gần như là không có xe ô tô các bạn. Xe ô tô rất là ít. Đi ngược chiều mình thì các bạn thấy là có xe Honda thôi, xe Honda đi ngược chiều và một số Honda đi trước mặt mình. Các bạn thấy nó rất là vắng luôn các bạn ơi. Ngày thường các bạn thấy cái cửa ngõ phía Tây mà đi vào Sài Gòn thì cực kỳ đông luôn. Nếu như đặc biệt các bạn đi vào cái buổi sáng mà cái giờ này, lúc là cái giờ người ta đi làm về á, cực kỳ đông, một kẹt xe, nó phải nói là một trong những cái điểm đen cho cái tình trạng ùn tắc giao thông, và đặc biệt là cái giờ cao điểm như thế này, tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều và 6 giờ các bạn thấy rất là đông. Và buổi sáng đi làm thì các bạn thấy tầm 8 giờ 7 rưỡi thì đông cực kỳ luôn các bạn. Phải nói là ô tô đi lại vào trung tâm khá là ít, cũng như những cái phương tiện xe Honda các bạn thấy cũng không là nhiều. Các bạn thấy rất là vắng vẻ luôn các bạn ơi. Phải nói là không có cái tình trạng ùn tắc giao thông cũng như là tình trạng kẹt xe rồi khói bụi như hàng ngày. Phố hai bên đường các bạn thấy những cái cửa hàng thì người ta cũng đóng cửa rồi. Đó, những cửa hàng không đã chính quyền người ta yêu cầu là không được buôn bán khi mà không phải là những cái nhu cầu cần thiết của xã hội thì đều yêu cầu đóng cửa các bạn. Lẩu bò bên kia đường đó các bạn thấy là cái quán lẩu bò, các cái quán ăn mà quán nhậu thứ gần như là đóng cửa. Đó, các cái chỗ bán điện máy xanh các thứ như đóng cửa hết các bạn. Chỉ còn những cái cây xăng, những cái quán cơm này nọ thì còn lác đác lại thôi. Đa số đó các bạn thấy là tiệm sửa xe thứ này nọ, các bạn thấy hai bên đường đó bán các cái vật liệu xây dựng cũng đều yêu cầu phải đóng cửa hết rồi. Còn những cái người đi làm các bạn, những cái người cán bộ rồi những người làm việc ở công sở văn phòng thì tuần trước thì người ta yêu cầu là được nghỉ luân phiên, còn tuần này thì gần như là họ làm việc tại nhà, cho nên cái lượng xe cộ đi lại để mà họ đi làm thì cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi. Những cái quán cơm mà nếu mà còn thì cái chủ quán thì người ta cũng yêu cầu là treo cái tấm biển lên là cách xa 2 mét để mà khi vào mua cơm mua thứ á. Và lúc này cái thời điểm là các cái rap food công nghệ hoạt động rất là nhiều để mà ship đồ ăn thức uống tới tận từng nhà một đó. Thì đó là cái quang cảnh mà các bạn thấy là rất là vắng vẻ và điều hưu trong cái ngày đầu tiên khi mà có cái lệnh cách ly toàn xã hội. Và mình thấy đi đường thì hai bên đường thì những cái người dân đi bên đường thì người ta đeo khẩu trang, cũng như là những người đi xe Honda trên đường của mình thì họ đeo khẩu trang khá là chấp hành rất là tốt các bạn. Còn những cái cửa hàng và tạp hóa đó thì vẫn hoạt động để mà đáp ứng cái nhu cầu phẩm hàng ngày của mọi người. Các cái chợ lác đác cũng có hoạt động, rồi những cái người bán buôn lẻ thì họ vẫn ngồi ở hai bên đường. Còn những cái tạp hóa thì người ta nghĩ ra cách đó là người ta có những cái tấm màng nhựa trong suốt là người ta che lại. Và những cái người chủ tạp hóa thì có yêu cầu những người khi mà tới đây mua hàng thì phải đeo khẩu trang, còn họ thì ở phía tầng sau cái tấm màn nhựa đó và đeo găng tay, cũng đeo khẩu trang rất là cẩn thận để mà tránh trường hợp nhiễm cái con Covid-19 các bạn. Một số cái con ngõ con hẻm và một số cái địa điểm thì họ đã lập những cái chốt lực lượng an ninh để kiểm soát. Ở những cái chốt này thì đa số là có lực lượng công an, bộ đội và có nhân viên y tế tại những chốt này. Và khi qua những cái chốt này thì buộc phải yêu cầu những người đi qua chốt phải đo thân nhiệt và sau đó là ghi chép lại cái lịch trình đi, rồi khai báo y tế, để lại những cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ mà người ta sẽ đi tới và những địa chỉ đã từng tới. Đó, các bạn thấy là cái tình hình cửa ngõ Sài Gòn cực kỳ vắng vẻ luôn. Hai bên đường thì đã gần như là những cửa hàng đã đóng cửa lại rất là nhiều, không còn hoạt động mua bán tấp nập đó. Thế thì di động hay là những cái điện máy xanh thì gần như họ đóng cửa hoàn toàn rồi các bạn, không còn cảnh mua bán những cái đồ về vật dụng điện tử này nọ gần như đóng cửa. Cái như cửa hàng nhu yếu phẩm tạp hóa
cửa hàng thuốc tây thì nọ thì còn có mở cửa, bệnh viện thì vẫn mở cửa cho những người tới khám bệnh, và những người đi khám bệnh thì họ sẽ nhờ người thân chở đi. Chứ bây giờ cái dịch vụ taxi và các cái phương tiện xe buýt công cộng thì gần như cũng đã được yêu cầu là ngừng hoạt động rồi. Đường phố khá vắng vẻ, Bách Hóa Xanh cũng đóng cửa luôn đó bạn. Bách Hóa Xanh có một số thì đóng cửa, một số thì mình thấy cũng hạn chế mua bán đó các bạn thấy. Qua con kênh các bạn, con đường qua này, cái cầu này các bạn, đi tới chút xíu nữa thôi là sẽ đi vào trong cái bùng binh Bình Lợi đó. Các quán xá, nhà hàng, quán nhậu là coi như dẹp hết rồi các bạn ơi, không còn tụ tập tập trung nữa, quán karaoke thứ là người ta dẹp hết, cấm luôn, không được phép mở cửa nữa các bạn. Các cái tụ điểm ăn chơi giải trí gần như là cấm tuyệt đối rồi đó. Người dân ra đường thì các bạn thấy ai cũng đeo khẩu trang hết các bạn thấy không, ô tô cũng ít hơn ngày thường. Các bạn thấy hai bên đường điểm giao dịch ngân hàng Sacombank các bạn thấy cũng như là cũng đóng cửa luôn đó, các bạn thấy đóng cửa luôn rồi các bạn. Cây xăng thì vẫn còn hoạt động, giá xăng lúc này khá là rẻ, một số người dân thì lại đi mua xăng về tích trữ, xếp hàng mang can theo để mà mua về mang về nhà cất đi các bạn, giống như là đầu cơ hoặc là mang về cất giữ phòng ngừa trường hợp là cây xăng đóng cửa luôn các bạn. Thực ra cái chuyện này cũng khá là nguy hiểm, khi mà mua xăng về để trong nhà thì giống như một cái quả bom nổ chậm, vô tình sẽ làm cái nguy cơ cháy nổ nó cao hơn các bạn, cho nên cũng không nên chúng ta đi mua xăng tích trữ này. Và như là đã có cái lệnh cấm bán xăng cho những người đầu cơ xăng mang can đi mua thì sẽ được cấm, sẽ bị cấm không cho mua về nhà nữa, chỉ được phép đổ xăng khi mà chúng ta đi xe tới tận nơi đổ thôi, chứ không được phép mà mua về, và sẽ bị cấm cái chuyện đó, nguy cơ cháy nổ nó xảy ra rất là cao. Có cái tiệm vàng thứ các bạn, nhà nghỉ cũng bị đóng cửa hoàn toàn rồi, mắt kính, bán mắt kính này nọ này cũng đóng cửa luôn rồi các bạn. Đây căn nhà hàng thì khá là lớn này, cũng đóng cửa luôn rồi. Đó phía trước là cái con đường ray các bạn, và là cái bục binh Bình Lợi đó. Đó, mình sẽ đi tới đó luôn, khá là vắng vẻ các bạn. Mọi ngày các bạn đi qua con đường này thì đông đúc cực kỳ luôn. Đây, nếu đi thẳng thì mình sẽ đi vào trong qua cái cầu Bình Triệu rồi tới bến xe miền Đông. Một số anh rap mùa này là mùa của rap food này các bạn, hoạt động liên tục luôn, đi ship đồ ăn cho mọi người. Mình sẽ rẽ vào trong con đường Phạm Văn Đồng và sẽ đi qua cái cầu Bình Lợi các bạn. Đây là cái con đường mà đi thẳng tới sân bay Sài Gòn. Hàng ngày các bạn thấy đây là một trong những cái con đường dẫn vào trong sân bay, thì cái lượng xe cộ đi lại, các cái phương tiện như taxi, xe buýt đi lại con đường này rất là nhiều luôn các bạn. Và hôm nay các bạn thấy cảnh quang cảnh nó rất là vắng vẻ, chỉ có xe Honda lác đác thôi các bạn. Lượng xe thực sự nó giảm gần như là từ 70-80% các bạn. Đó, các bạn thấy cầu Bình Lợi mới khá là đẹp, xưa người ta gọi là cầu đỏ các bạn, bây giờ vẫn gọi thói quen là cầu đỏ, bởi vì nó sơn cái màu sơn trên cái canh cây cầu này, nó sơn màu đỏ đó bạn. Các bạn thấy nhìn cái vòm rất là đẹp các bạn, gần như là trên cầu này mình thấy là không có xe hơi luôn, vì ngày xưa các cái dịch vụ taxi người ta đưa khách tới sân bay thì rất là đông, còn hôm nay các bạn thấy là chỉ là toàn bộ là xe Honda và các cái phương tiện xe hơi thì có hay chăng thì cũng chỉ là phương tiện xe hơi cá nhân thôi. Và thực sự thì người dân người ta cũng đã hạn chế đi ra ngoài đường rất là nhiều rồi. Một số thì công ty cho nhân viên nghỉ việc thì họ cũng về quê, tranh thủ về quê, cho nên là cái lượng dân ở trong Sài Gòn người ta cũng giảm bớt. Đấy cũng là lý do tại sao mà người ta đi lại cũng không còn nhiều nữa, giống như ngày Tết các bạn. Sài Gòn ngày Tết nó cũng vắng y chang như này luôn các bạn ơi, bởi vì người dân người ta về quê hết rồi. Còn một số nếu như còn làm việc thì người ta ở nhà làm việc online chứ không thường xuyên tới văn phòng, cho nên cái việc di chuyển lại trong cái nội đô Sài Gòn lúc này rất là ít người đi lại. Đó, cái con đường, trong con đường này thì khi mà qua đây chút xíu các bạn thấy có rất nhiều cái quán ăn, quán nhậu ở hai bên đường, nhưng mà hôm nay mình thấy cũng khá là vắng vẻ rồi, gần như người ta dẹp hết rồi các bạn, không có cái cảnh tụ tập ăn uống nhậu nhẹt như ngày thường nữa các bạn ơi. Vắng rồi, các cái biển báo, các cái biển thông báo trả mặt bằng cái thứ này nọ giá rất là nhiều các bạn. Đó, các bạn thấy này, ốc chảo ngọc các thứ, bia Sài Gòn gần như là đóng cửa luôn rồi. Các quán nhậu
vỉa hè gần như là không còn đất để mà kinh doanh nữa rồi, họ phải trả mặt bằng. Đó là cái điều ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày diễn biến phức tạp. Quá là vắng vẻ các bạn. Đây là cái chiếc cầu vượt cho người đi bộ đi ngang qua cái con đường Phạm Văn Đồng này, mọi người cũng không có ai luôn các bạn ơi, không có ai đi qua cái cầu này luôn các bạn. Đó, các quán xá các bạn thấy hàng ngày các bạn đi qua những đường này thì rất là nhiều cái quán nước hoặc là những cái đó các bạn thấy những quán nước như này, quán cà phê cam ép rất là nhiều luôn á. Còn hôm nay thì gần như là người ta cấm luôn các bạn, các những cái điểm kia thì người ta bán chui thôi. Đó, các cái quán nhậu này 123 vô rồi Tiger gì đó, ốc vô nàng như thế quá trời luôn các bạn ha, gần như đóng cửa hết rồi, cấm tụ tập ăn nhậu, sẽ bị nhắc nhở và bị xử phạt luôn các bạn. Nếu như mà cái quán này cố tình mở cửa thì sẽ bị phạt luôn ngay tại quán. Hy vọng là cái dịch Covid này sau 14 ngày cách ly toàn xã hội sẽ giảm bớt và mọi hoạt động kinh doanh sẽ được trở lại bình thường. Rất là đáng buồn, hy vọng là sẽ sớm cuộc sống của người dân cũng như là cái việc kinh doanh buôn bán rồi các cái công việc hàng ngày nó sẽ trở lại như cuộc sống bình thường. Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lên sau cái 14 ngày cách ly toàn xã hội. Và lẽ mình xin là tạm dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.